có công việc ổn định thì bây giờ buộc phải làm, nó có tiền ăn tiếp vợ phụ vô lo cho hai đứa nhỏ chứ. Ở việc nếu mà để mình vợ lo thì đuối, tội cho vợ. Kỳ nữa. Con nói gì? Kỳ. Kỳ Hay sao? hay dạ là mệt vậy. Vậy chồng rõ là ba con làm gì là hai vợ chồng mới yên tĩnh chứ. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Thanh Bình của Đồng Tháp ha. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ hay tin được bé Ấn bị bệnh và lên sốt nữa cô bác quý anh chị. Nên Bùi Hồ tức tốc chạy đến đây để thăm. Cũng là một ngày các anh thợ cũng nghỉ rồi. Ngày hôm nay thì công trình nhà vệ sinh đó cũng hoàn thành được khoảng 30-40% gì rồi. Và Bùi Hồ sẽ chia sẻ hình ảnh về công trình của nhà vệ sinh đó ở thời điểm hiện tại cho cô bác anh chị biết ha. Đây cũng xây gạch lên rồi nè cô bác anh chị, anh Hợp cũng đã gắn cái khung cửa nhôm lên rồi nè. Bây giờ thì xây, sau khi mà xây hết cái phần này á thì sẽ tô dán gạch lên 1,5 m, rồi sau đó là sẽ thay cái phần tôn ở trên này luôn nè. Đó, bây giờ cô bác anh chị để thấy đây nè, gắn cái phần cửa nhôm rồi ha cô bác anh chị. Gạch thì ở dưới là xây 20, hố ga xây 20, còn ở đây trên này thì sẽ xây tầng 10. Cái nhà vệ sinh sau khi xây xong thì cũng khá là rộng luôn, và phần nhà vệ sinh á, cái phần diện tích đất á, sẽ thụt lùi lại nằm ở trong cái khuôn viên của nhà mình luôn, chứ không có nằm qua cái diện tích đất của nhà kế bên. Nên là nữ là vì nó là một cái nhà vệ sinh kiên cố mà đó. Và cái bồn cầu thì sẽ đặt ngay tại chỗ này nè, đó khuất vô dách ở bên kia đó. Còn ở đây là một cái hố thứ ga thoát nước nè, nhìn rộng cao lắm, cao lắm cô bác anh chị, từ đây lên đây cũng khá là cao luôn. Chào Bảo Ấn. Chào con. Chào chú. Trời, nay giỏi vậy he. Rồi con chào ông bà đi. Dạ là chú. Con chào ông bà, con chú. Con làm, đang làm cái gì á? Dạ con đang diễn. Dễ hả? Dạ. Nhà, bữa nay cho mấy chú không làm nhà mình nữa. Chủ nhật mấy chú nghỉ. Chủ nhật mấy chú nghỉ hả? Dạ. Rồi khi nào mấy chú mới làm lại? Không biết, ngày mai á. Vậy hả? Chú thấy mấy chú kia tặng quà cho Bảo Ấn quá trời luôn. Dạ đúng rồi. Tặng quà gì á? Là một con gấu bông. Một con gấu bông hả? Nghe nói là con bị bệnh hả? Rồi tối con sốt nữa hả Bảo Ấn? Dạ. Bị bệnh sao? Nói chú Hồ nghe với. Con lúc mà buổi chiều chú kia quay xong rồi. Rồi cái con lúc đó chú, rồi tới lúc chú đó về con bị sốt. Con bị sốt? Con có ăn gì không mà con bị sốt? Ba có chở đi chích thuốc không? Dạ. Muốn chở. Chiều chở con đi chích thuốc á. Chiều nay là đi chích thuốc hả? Mà thấy con mát rồi nên không đi. Con sợ cái kim chích không? Không. Sao không sợ? Chích nhân kiến cắn à. Trời ơi, người ta em bé người ta sợ cái kim chích lắm á. Con đâu đứng đàng hoàng, con nói chuyện đàng hoàng nè. Thì sao? Con đâu có sợ đau đâu. Con không sợ đau hả? Sao không sợ đau? Chứ con sợ nhất là cái gì? Ngay. Hả? Dạ con sợ con rắn. Con sợ con rắn hả? Vì sao con sợ con rắn? Con rắn hổ mang. Sao con sợ nó? Nó cắn ghê lắm. Ghê lắm hả? Con đứng nghe ngắn lại nè. Đó, ba nói đó, nghe chưa? Ở đây, ở đây ngồi đi ha. Bé bị sốt nhiều không anh? Chút ấm 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 à. Hầm hầm ấm ấm hả? Qua em chạy đi mua thuốc ở tiệm thuốc tây á cho bé uống rồi thấy mát lại, rồi tính chiều nay bác sĩ về mới chở nó đi khám rồi chích thuốc. Rồi bé Vi sao rồi? Bé Vi nó cũng chóng mặt hoài luôn rồi. Theo thầy này trị không hết hả? Không bớt. Vậy hả? Dạ. Có ngày qua nó chóng mặt nhiều lần. Ngày qua là chóng mặt, vẫn đi lấy thuốc nhưng mà vẫn chóng mặt nhiều lần hả? Có bị giật không? Nó không giật. Bye như con. Trước. Bye con lúc nhiều. Trước thì nó giật, còn bây giờ thì nó chỉ chóng mặt rồi khi mình ôm niệm Phật 2-3 lần là nó hết. Còn lúc trước thì nó giật. Quéo tay quéo chân hết trơn. Con gặp chị giật con sợ không? Dạ con nghe cho chị. Con thấy con lúc lắc.
Dạ con thấy chị con đã con vui. Con vui hả? Nghỉ hè vui không? Không. Sao vậy? Nghỉ hè chơi với cháu cái nhớ gì bạn bè. Nhớ bạn bè ở đâu? Nhớ lên là người cha là bạn của ba con. Vậy hả? Dạ. Rồi sốt bây giờ mát lại chưa? Mát, em thấy mát lại rồi nè. Rồi ừ. Chiều này không mát còn... mà bữa trước rồi chứ. Dạ hôm trước nóng sốt hả? Rồi nhờ hơn là cũng ấy hơn, cũng nhẹ, cũng đỡ anh ha. Dạ. Ừ. Nghe nói hồi sáng là anh có leo dừa đó hả? Dạ. Có cây một à. Rồi em giờ em đẩy trước trong đó đó. Ừ. Ra đây cho chống mai mấy tờ làm cho nó nhanh. Cây dừa đó là nhiêu tiền? Cây dừa đó đường sắt ngàn, cây dừa đó cao. Ừ. Mình leo cây một à? Nhà chủ người ta có một cây đó, bẻ vừa dọn luôn, người ta có dừa, người ta tám dỗ á. Ba, hồi nãy con ăn xỉ. Chạy đi, bẻ cho người ta có, người ta làm tám dỗ. Mình chỉ hái thôi hay sao? Hái rồi mình dọn cho nó trống luôn. Như bỏ thuốc, đừng cho chuột nó làm ổ, nó cư ngụ đó, rồi nó cắn trái non rồi đó. Ừ. Nhưng bỏ thuốc cho đừng có sâu bọ với đuông, nó ăn cái đòn dừa là chết cây luôn. Một cây gì mình dọn thời gian lâu không anh? Lâu, cỡ 20 phút rồi. Vậy hả? Để dọn rồi leo lên nữa. Sợ cái ngày mà hái dừa như anh sợ độ cao làm không được đâu. Thì giờ em không có công việc ổn định thì bây giờ buộc phải làm, có tiền ăn tiếp vợ phụ vô lo cho hai đứa nhỏ chứ. Ừ. Nếu mà để mình vợ lo thì đuối. Ừ. Tội cho vợ. Kỳ nữa. Con nói gì? Kỳ. Kỳ sao? Hay vợ là một vợ chồng rõ là ba con làm gì là hai vợ chồng mới im tĩnh chứ. Con nói sao chú không hiểu bọn? Bọn ơi. Nói có vợ chồng mỗi người đều có mặt hết, vợ chồng mới hạnh phúc yên tĩnh. Ờ chú không nghe không hiểu cái câu nói của con. Hả? Dạ cái chồng thấy vợ làm gì cái chồng buồn, chồng thấy vui. Chồng thấy vui, chồng lo cho vợ. Rồi hai vợ chồng kiếm cái gì im ổn rồi hai vợ chồng làm. Một người ở nhà thì giữ con, người rồi người đi làm vậy đó. Vậy nó mới yên ổn hả? Có khi nào ba với mẹ cự lộn với nhau không? Để chút vậy. Dạ không. Hả? Dạ không. Không hả? Con dạ. Thấy ba mẹ cự lộn con buồn không? Buồn không? Dạ buồn. Mà không có thấy cự lộn sao con buồn? Dạ. Em thấy lộn thì con không đứng. Dạ hả? Thì con đứng nhất, ta khác mà sao nhất. Con hiểu là hai vợ chồng cùng làm nó mới vui? Thì chồng thấy mẹ làm thì khó. Chồng thấy vợ, mẹ chồng thấy vợ làm cực thì chồng buồn. Ừ. Nên chồng phải phụ. Trời trời trời, bà lớn mà biết nữa trời. Hay ha. Có ai chỉ không mà con không biết? Cô con dạy. Hả? Cô con dạy. Cô con dạy hả? Chứ không phải là tự động mình biết. Nay nóng nực quá, sức mồ hôi hết rồi kìa. Một ngày chi phí của mình là nhiêu anh Vê? Còn nhiêu nước cá? Hơn trăm. Hả? Ăn uống với hai đứa nhỏ, ăn sáng rồi là hơn trăm ngàn. À, rồi anh có ăn sáng không? Em có bữa có, bữa không. Vậy hả? Dạ. Yeah. Có bữa anh có bữa không? Dạ. Yeah. Thường là dành cho hai đứa bé ăn hết à? Bây giờ là thưa thông tin với cô bác với anh chị là anh Ve cũng chuẩn bị đi hái dừa nữa nè. Hồi sáng giờ hái chỉ có 60 ngàn, ăn hơn 100 ngàn là lỗ rồi. Bữa trưa chuẩn bị đi hái dừa hả anh Ve? Dạ đúng rồi. Hái gần đây không ạ? Gần. Mình lãnh hái bao nhiêu cây?
chưa biết nữa, là chỗ chủ không biết kêu nhiêu cây nữa. Dạ, mới kêu ha. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Trời trời trời, lấy nước cho ba uống nữa. Ủa ai chỉ vậy? Con lần nào cũng đưa cho ba hết hả? Sao không để cho ba lớn ba tự múc đưa cho con mà con phải đưa cho ba làm chi vậy? Ba con mới đi mằng về. Ba con mới đi mằng về. Con múc nước cho ba uống. À, có rồi, ba là và đi làm về mua đồ chơi hay mua thức ăn gì cho con ăn không? Không. Sao vậy? Con chỉ thấy vừa là con dưa dài. Hả? Con chỉ thấy dừa là con dưa dài. Người ta cho dừa dài hả? Dạ, con khoái ăn dừa. Nhà nãy con có. Không phải là khoái ăn đâu mà chắc sợ ba tốn tiền đó. Ăn không, nhà nãy con có. Bữa nào nói ba đi hái dừa đãi cho mấy chú nồi lẩu đi. Ừ. Chịu không? Cho mỗi người hai trái. Không, mấy chú thích ăn lẩu à. Không có lẩu. Kêu ba đi mua. Mua tốn tiền. Thì tốn tiền, bây giờ mấy chú lên thích ăn thì ba phải đãi chứ. Ví dụ ba leo 4 cây dừa thì mấy chú đãi được cái nồi lẩu rồi. Dạ ba con hết tiền rồi sao đi vậy? Thì người ta trả tiền đó rồi ba con mới đưa cho mấy chú. Dạ chơi rồi mẹ con về, mẹ con làm sao? Thì mẹ con làm có tiền riêng mà. Mà ba con lỡ đi vô ông nội sao? Trong nội chuyện hay sao? Ý chú nói là ba nói là hái mướn cho người ta rồi đem tiền về đẩy cho mấy chú. Có, không có. Không có hả? Dạ. Cái việc hái dừa này nó cũng bấp bênh của anh ha. Dạ. Có thời gian tới là tính hỏi anh Hợp gì đi làm hồ chung với ảnh không? Thì ảnh có công việc, nếu mà gần đây thì em đi theo phụ. Vậy hả? Làm. Bây giờ em đi làm xa quá thì rồi bỏ nhỏ lớn ở nhà sợ nó không biết nó co giật giờ nào đó mình về không được. Có gần thì ví dụ nó co giật thì ông bà nội nó gọi thì mình chạy về kịp. Ví dụ trong cù lao này thì anh làm được. Dạ. Ở trong cái cồn Tân Bình, Tân Quế rồi thì mình làm được, còn mấy cái nơi khác xa quá, qua đò qua sông rồi mình làm không được. Dạ sợ. Ông nội bà nội nó cũng lớn tuổi già rồi với bệnh nhất nữa. Bé Huy nó lớn nữa. Sợ ông bà nội làm không lỡ. Nó co giật lên rồi nó dãy dụ, nó gồng dữ lắm. Sợ nó bởi đầu này kia, dưới mỗi lần nó co giật mình phải ôm nó, bỡ cái đầu nó cao lên. Sợ nó bị nó nghẹt á. Dạ. Giật bữa tối không hay gì anh? Có ban ngày, ban đêm cũng có, đều có. Chưa hết, sao không? Tí tinh. Bé ăn mới... mới đụng cái vật dụng trong nhà nó bị đổ chảy máu. Hả? Gặp ta khóc rồi, gặp nít ta khóc rồi. Không sao, chịu hết rồi. Một xíu à. Thương nghe không, bà ấy là lấy băng cá nhân băng lại liền. Không sao đâu ha. Sao con nói không đau? Ví dụ như cái chỗ bị đứt da. Bà, lấy người giết cho con. Để mà nhau chỗ rồi. Nói lời chào cô bác của anh chị coi. Ông bà đi. Con khỏe chưa? Con nói cho ông bà biết rồi. Ông bà quan tâm quá thì con nói là cảm ơn sao? Cảm ơn ông bà cô chú. À, con cảm ơn ông bà cô chú. Con khỏe rồi cô, ông bà cô chú đừng lo nữa. Vậy ha. Chú là chú mang giết gì vậy? Cậu nít người ta mà khi ví dụ có gặp gì ta sợ ta khóc rồi ha. Dạ. Rồi bé Vi bây giờ không có đi theo thầy đó trị nữa. Thầy ở Thanh Bình đó. Thanh Bình không có đi nữa. Đây 4 ngày nữa là tới ngày đi chích thuốc cho bé Huy ở bên An Giang. Dạ. Tới bữa đó thì cha con thức dậy sớm chạy vào bển. Ba cha con đi luôn. Dạ. Bé Huy ngồi sau, bé Ấn ngồi trước. Dạ.
bé ắn là nó mà không có học là em đi đâu là nó không có trốn được với nó đâu. Vậy hả? Rồi thằng gì vậy, giờ một cái là con khóc rồi. À, con mời đi theo mẹ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là nhà của mình có cái nhà vệ sinh mới rồi. Vâng ha. Dạ. Vợ chồng em cày. Nói chung là nhà gia đình chiều về là không khí gia đình nó vui vẻ, vô mừng lắm. Vậy hả? Dạ. Hay nhất là hai đứa nhỏ nè. À. Nó chạy vô ga nó ngắm cái nhà vệ sinh nó hoài, nó nói nhà mình nay lạ quá. Vui quá. Thôi hôm nay em đến đây thì em cũng gặp anh với lại bé ấn, cũng may là chưa lúc anh chưa đi thấy vừa rồi. Dạ. Cũng thăm bé ấn coi cái tình hình sức khỏe sao. Em nghe mấy anh em nói là bé bị bệnh, coi có sao không, có tiền bạc gì để lo cho bé không ở nên là nữ là nghe nói nội địa rồi bây giờ sốt rồi nữa, mà bây giờ lên đây thấy cũng không sao thì cũng mừng. Dạ. Thì vài ngày nữa cũng có nhà vệ sinh rồi, dán gạch lên nữa là gia đình mình còn ấm cúng nữa ha. Dạ. Rồi chúc mừng gia đình của mình thôi, con cố gắng đừng bệnh ha. Rồi nói là chào đi. Rồi má đi chào giờ đi theo không? Đi. Rồi thôi bây giờ anh có nói lời nào không anh Vy? Dạ em rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng em trong thời gian qua, em rất là vui mừng được như vậy, là vợ chồng em vui mừng rất là nhiều luôn. Ừ. Dạ. Dạ em thôi rồi. Nhiều. Dạ em chào gia đình của mình. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.